nhá. 5 cái 89.000, 10 cái 149.000 đồng cho em mọi người nhá. À, 25 cân tới 50 cân cho em. Chip là 109.000 nhá chị Chiên Hoàng nhá. Đúng là các mẹ cứ mua 10 cái cho con mặc dần. Mua 10 cái cho con mặc dần, thay cái này 2 3 tháng là phải thay một lần rồi mà. To giãn 4 chiều mà nó sẽ không bị bay chắc đấy mọi người, không bị bay, không bị xù nha mọi người nhá. Không bay không xù cho em nha mọi người nhá. Đấy ở trong này. Đây ở trong là có một lớp kháng khuẩn này rất là đẹp luôn. 5 cái 89.000, 10 cái 149.000 đồng cho em mọi người nhá. 5 cái 89.000, 10 cái 149.000 đồng cho em nhá mọi người. Lưng cao đẹp lắm mọi người ơi, 25 cân tới 50 cân. Em bán cái quần này là năm này là năm thứ tư rồi mà khách vẫn mua rất là nhiều nha mọi người nhá. 25 cân đến 50 cân chip cho em nhá mọi người, con lại 4 triệu mặc xuống lắm. Bao chết bao giá luôn, kiểm tra hàng thoải mái nhá. Bao chết bao giá cho em, kiểm hàng thoải mái cho em nhá. Chip 5 cái 89.000, chip 10 cái 149.000 đồng cho em mọi người nhá. Chip 5 cái 89.000, chip 10 cái là 149.000 đồng cho em nha mọi người. Mua 10 cái thì rẻ hơn đấy. Mua 10 cái là rẻ hơn rất là nhiều nhá. Không mua thì hơi phí. Có 14.000 một cái. Và bên ngoài các chị đang mua với giá là 30 mấy nghìn, 35 nghìn nhá. Rồi mẹ nào lấy chip 5 thì comment chip 5 cái này, 89.000, chip 10 cái 149.000 đồng cho em nhá. Rồi lên cho em này áo lá này. Áo lá cho em này đây nhá. Cho em một mã áo lá này, cái này là áo bra. Đây này. Áo bra này. Đây áo bra cho em size cũng từ 25 cân tới 50 cân cho em áo bra cho bé này, có mút đệm nhá. Có mút đệm này. Đây có mút đệm và tháo được mọi người ạ, tháo được này. Size 25 cân tới 50 cân. Bra em tặng 69.000 ba chiếc nha. Combo này. Combo nhá. 6 cái gì? Chị Ngọc An Nhiên là đặt 6 cái gì đấy? Đấy đó đợi em tí nhá. Chị Ngọc An Nhiên là đặt 6 cái chip á. Chip 14 cân không, 16 cân không vừa đâu. Chip 14 cân không mặc được đâu nhá. Ok bra này. Bra cho em combo 3 chiếc 69.000 luôn nhá. Đấy 3 chiếc bra 69.000 đồng cho em bán combo 3 cái nha. Tặng 69.000 size 25 cân tới 50 cân. Có mút đệm, chất liệu là cốt tông thái, không bay không xù nha mọi người nhá. Cốt tông thái cho em không bay không xù này. Đó, rất là đẹp luôn. 69.000 đồng 3 chiếc cho em nha. 69.000 đồng 3 chiếc cốt tông thái cho em. Đó, nha mọi người nhá. Quần chip nhưng mà 16 cân không vừa đâu chị Ngọc An Nhiên ạ. À. 16 cân em lên chip đùi cho chị, đặt chip đùi nhá. Áo dài không có, áo dài nhà em đang hết rồi ạ. Nha mọi người, lấy bờ ra để chốt bờ ra nha mọi người nhá. 69.000 3 chiếc. Nhá. 69.000 3 chiếc. Bra size 25 cân tới 3 tới 50 cân nhá. Rồi lên cho em này. À chip đùi này. Đây cái này lên cho em là chip đùi size 10 cân tới 25 cân cho em chip đùi này. À, thấy thì Nguyễn Ngọc thấy các chị rồi nhá. Rồi lên chip đùi em có size cho bé là từ chip đùi này từ 10 cân tới 25 cân cho em này. 5 quần chip đùi tặng này 95.000 này. 5 quần chip đùi 95.000. 10 quần chip đùi 179.000 đồng cho em nhá. Đây cái này lên cho em là chip đùi 5 hoặc chip đùi 10 này. Hàng Quảng Châu cao cấp này. 10 cân tới 25 cân cho em chip đùi nhá. 10 cân tới 25 cân cho em chip đùi 5 cái là 95.000, còn 10 cái là tặng 179.000. Ở bên ngoài cũng đang bán 35.000 một chiếc này. Đấy nhà em bán tặng 10 cái có 179.000 thôi nhá. Đấy lên cho em chip đùi 5 hoặc chip đùi 10. Comment cho rõ ràng để biết các chị đặt cái gì, không có lộn hàng nhá. Đi sai sản phẩm là do khách comment đấy mọi người nhá. Chip 5 cái, chip 10 cái, chip đùi 5 cái 95.000, đây là chip đùi đi. Chip đùi 5 cái 95.000. Áo lá rồi. Chip tam giác ở đây, áo lá ở đến chip đùi rồi. Ok nha mọi người nhá, chip đùi chỉ có size đến 3 đến 25 cân thôi. Váy công chúa hiện tại đang hết nha chị ơi. Em đang trầm cảm với cái váy công chúa lắm. Chip đùi nha mọi người, chốt cho em là chip đùi 5 cái 95.000, 10 cái 179.000 chip đùi cho em nha. Đó, lên chip đùi 5 cái hoặc chip đùi 10 cái cho em là ok, mọi người đừng có ghi lộn nhá. Còn cái chip kia là chip tam giác. Đi sai hàng là do khách đấy nha. Ok này. Sao không thấy chốt đơn, không cần đọc đâu. Trời ơi, cả 1.000 comment để đọc sao hết rồi mọi người. Mà comment nó trôi nhanh thế làm sao mà đọc hết được. Quần da cá bé trai em không có đâu ạ.
Rồi lên trên mã này sẽ là 05 này. Đây mã này trên sẽ là 06 chứ. Đây cái này lên trên bánh nơ sẽ là 06 này. Size từ 20 cân tới 40 cân cho em 06 với giá là 109 nghìn nhá. 06 này. 109 nghìn đồng cho em này nha mọi người. Mã này đây là 06 cho em, chất bụi gân rất là mềm. Size từ 20 cân tới tận 40 cân em có đủ size nhá. 06 cho em với giá là 109 nghìn đồng cho em nhá. 109 nghìn đồng cho em 06 hồng xanh trắng này. Nha mọi người ơi, màu hồng, màu xanh, màu trắng cho em 06 này. 109 nghìn một váy 06 nhá. 20 cân đến tận là 40 cân thì 26 cân vừa nhá. Công chúa kim sa thì em mới đăng thôi chưa về đâu. 06 nhá mọi người nhá. Mã này cho em sẽ là 06, nhưng mà chắc cái mã đấy công chúa đấy mà chậm đấy em không về được. Vì em thấy khách ăn đặt ít lắm. 06 109 nghìn nhá. Chậm quá thôi, tự nhiên đến giờ chậm quá. Đây này chị xem. Ok nhá, tiếp cho em này. Mã số 06 này, rồi lên cái này cho em sẽ là 07 này, váy nhung này. Đây mã này cho em nhung đắp ren này, mã số là 07 này. Mã số cho em là 07 cho em nhung đắp ren nhá. Size cho bé là từ 17 cân tới 37 cân cho em nhung đắp ren, mã số là 07 cho em với giá là 139 nghìn cho em 07 này, nhung cao cấp nha. Đây nhung mềm cao cấp co giãn cho em này, đắp ren rất là mềm luôn nhá mọi người, phối liền luôn. Nha mọi người, phối liền nhung luôn này, 07 nhá. 07 139 nghìn đồng cho em nhung này. Nha mọi người nha. Nhung cao cấp mã số sẽ là 07 giúp em. Mọi người chấm bài lên cho em với nào. Muốn lên cái gì thì comment giúp em nhá mọi người để em xem còn em lên nữa nhá. Đây mã này cho em là 07 cho em. 139 nghìn cho em nhá. 139 nghìn. 17 cân 4 tuổi cho tới 37 cân 10 tuổi mang vừa cho em váy nhung này là 07 nhá. 139 nghìn này. Tiếp này 08 này. Đây mã này lên tiếp cho em này, nhung đắt dạ, nhung kim sa là sẽ là 08 này. Nhung kim sa sẽ là 08 này. Em có size cho bé là từ 17 cân tới 25 cân cho em với giá là 139 nghìn đồng luôn. 08 nha. Mã này cho em sẽ là 08 này. Đây mã này lên nhung kim sa sẽ là 08, 139 nghìn đồng cho em nhá. 139 nghìn đồng cho em 08. Con Hưng ở đây đi làm rồi. Con áo đỏ Hưng đi làm rồi mà. Đúng con Hưng mà, Hưng áo đỏ mà. 08 nhá, 139 nghìn đồng cho em này. Đi làm này. Sáng nay khổ lắm, phải đi xem ở đây đó. Không có điện thoại. Không chạy ra ngoài tầm ở đây báo. Không có xin điện thoại, không báo được ai cả. Phải đi ra ngoài quá. Ok nhá, nhung là 08 cho em nhá. Rồi, quần loe là mã 11 đúng không? Đấy, quần loe sẽ là mã 11. Không, cái quần côn là mã bao nhiêu đấy? Quần côn này 19 này, lên tiếp cho em mã số tiếp theo sẽ là mã số 19 cho em này, ống côn đứng nhá. Lê Yến lên số thoại cho em nhá. Lê Yến lên số thoại này. Ống côn cho em sẽ là mã số 19 này. Em có size cho bé là từ 20 cân đến 50 cân cho em mã số 19 này. Mã số 19 cho em với giá là 99 nghìn đồng cho em nha. 99 nghìn đồng chốt cho em mã số là 19 của em mọi người nhá. Mã số 19 này, 99 nghìn đồng cho em này. Lê Yến lên số thoại rồi. Ok nhá. Đầm xanh là 109 nghìn. Mã 06 nha chị Hương Khoa nhá. Rồi cái này lên cho em mã số sẽ là 09 nha mọi người nhá. 09, à 19, 19, 19. Mã 19 cho em đây là ống côn đứng á. Cái này là ống côn đứng nha. Em có size cho bé là từ 20 cân tới 50 cân đủ size nhá. 20 cân tới 50 cân cho em với giá là 99 nghìn một chiếc. Chất liệu jean mềm giãn cho em này. Họa tiết là theo ngẫu nhiên nha. Họa tiết theo ngẫu nhiên lên cho em mã số là 19 thôi em nhá. 19 thôi em nhá. 19 cách số điện thoại em có đơn nhá mọi người nhá. 19 cách số điện thoại em có đơn. Thank you.
nhá, mẹ nào lấy thì chốt cho em là 19 đúng không? 19 tách số điện thoại cho em nhá, 109 à 99 nghìn chốt cho em mã 19 nhá mọi người. Quần jean mềm nhá, dáng côn này, không kén dáng nhá, dáng côn không kén dáng cho em này đó mọi người nhá. Ai lấy 19 chốt cho em 19 tách số điện thoại cho em nhá, 19 tách số điện thoại. 99 nghìn, size từ 20 cân cao mét 2 trở lên, 20 cân cao mét 2 trở lên cho bé tới 50 cân cao mét 55 quay đầu này, 19 nhá mọi người. Lên cho em mã là 19 nghìn. Rồi lên tiếp cho em mã số tiếp theo này. Yến này còn mấy cái tặng luôn nhá. Này Yến Hoa này, làm sai đi em. Yến Hoa nữa. Mã số mấy đó? 28 này. Em lên cho em tiếp mã số này, lên sẽ là 28 này. Mã số này sẽ là 28 này. Size 20 cân tới 25 cân cho em. Còn mấy cái em sale 79 nghìn nhá. Còn mấy cái em tặng 79 nghìn cho em. Mã số sẽ là 28 này. Hoa Nguyễn lên số điện thoại. Mã số 28, 79 nghìn đồng cho em nhá. 79 nghìn, size 20 cân tới 20 cân tới 25 cân nhá mọi người. 5 tuổi, 7 tuổi mang vừa nhá. Hoa Nguyễn lên số điện thoại đi. Mẹ nào lấy 28 à? Mã số 28 của em này. Cái gì mà không có 40 cân á? Bộ á, bộ không có 40 cân hay là cái gì không có 40 cân? Cái váy này không còn 40 cân đâu. Váy này em chỉ còn size váy này là mã số là 28 cho em mọi người nhá. Mã số 28 cho em này. Còn mẹ nào lấy 28 chốt 28 cho em, giá là 79 nghìn, size 20 tới 26 cân nhá. 20 tới 26 cân cho em nha mọi người. 20 tới 26 cân cho em nha mọi người. 20 tới 26 cân đấy, nhưng mà nhập thì phải sang đây lấy điện thoại trước đúng không? Mã này là 28 nghe đọc sai đi để đỡ phải hỏi nhá. Nghe đọc cân nặng đi để đỡ phải hỏi còn sai gì nha. Còn sai gì thì em báo rồi nha mọi người. Đây 40 cân thì có cái con này này hết rồi đấy. Cái này còn ít 40 cân này. Đọc mã sai sai gì em. Cái này lên cho em mã số sẽ là 09 này. Đây váy bèo nhá, váy bèo cổ trắng cho em mã số 09 này. Màu xanh cốm rất là đẹp. Size 20 cân tới 40 cân cho em 79 này. Mã này sẽ là 09 này. 79 nghìn. Cái này lên là 09 nhá. Mã này lên sẽ là 09 cho em này. Đó 09 xanh, 09 hồng, 20 cân tới 40 cân cho em với giá là 79 nghìn nhá mọi người. 79 nghìn chốt mã cho em sẽ là 09 đi. Nha mọi người nhá, 09 chất boy mềm rất là đẹp luôn. 79 nghìn đồng cho em chốt mã sẽ là 09 nha. 09 cách số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người. 09 cách số điện thoại quần váy có nhá. Đây cái này lên cho em là 09 hồng và 09 xanh cốm này. 09 hồng và 09 xanh cốm cho em 79 nghìn đồng cho em. Tự nhiên tụi view mất rồi. 09 79 nghìn cho em này. Quần váy sẽ là mã số mấy đó? 13. 12. Cái này 11 chốt đi. 12. Váy xanh sẽ là mã 06 nha. Cái này lên rồi nè. Váy xanh này sẽ là mã 06 cho em với giá là 109 thì mã này sẽ là 06 này. Size 20 cân tới 40 cân cho em. Cái này là chất liệu là lưỡi gân nhá. 06 109 thì em lên rồi. Màu xanh, màu trắng và màu hồng cho em 06 này. Xanh trắng hồng 06 này. 109 nghìn nhá. 109 nghìn cho em mã này sẽ là 06 này nhá. Xanh hồng trắng lưỡi gân co bán 4 chiều cho em nhá mọi người. Đây phần sau này. Đó, mẹ nào lấy váy này thì chốt cho em mã số sẽ là 06 cho em nha. 109 nghìn đồng cho em 06 nhé mọi người nhé. 109 nghìn cho em 06 đi. 06 109 nghìn nhé. Le là 11 à? Các chị muốn lên cái gì comment em với nào. Thank you.
Ok nhá, mã số tiếp theo này. À, nó khoác này á. Con 6 size lớn nhất là 40 cân. Trương Thủy Tiên lên số điện thoại. 06 size to nhất là 40 cân. Mã này lên cho em là mã 16 áo dạ này. 15 cân tới 37 cân áo dạ 149.000 này. Áo dạ này lên cho em là 149.000, cho em mã số này phải là 16 nhá. 16 149.000 size 15 cân tới 37 cân trên này. Áo không đỏ lên cho em mã số sẽ là 16 nhá. Công chúa hiện tại hết ạ. Công chúa đợi mấy hôm thì em lên tiếp nhá. Công chúa tận 10 ngày là mới có thêm 10-15 ngày. Công chúa cháy hàng. Rồi cái này lên cho em mã này sẽ là 16 đúng không em? Áo dạ đúng không? Áo dạ sẽ là mã số 16 nha. Size từ 17 cân cho bé tới 37 cân. Mã số 16 cho em này, áo dạ với giá là 149.000 nhá. 149.000 áo dạ mã số 16 cho em nha. Dạ mịn rất là đẹp luôn nhá. Đây dạ mẹ mịn rất là mịn đẹp luôn. Cái bên trong là gói lót này. Đấy lót rất là đẹp luôn nhá mọi người ơi. Dạ mịn cực kỳ luôn này. Không bay không xù nha mọi người nha. Rất là đẹp tay bồng này. Cổ hai lá cho em nhá. Và mẹ nào lấy áo dạ chốt mã cho em sẽ là 16 nhá. 16 áo dạ nhá mọi người. Trương Thủy Tiên này, Nguyễn Hằng này, lên số điện thoại dùm em. Trương Thủy Tiên, Nguyễn Hằng, lên số điện thoại dùm em nào. Rồi ok, thấy quần le này. Rồi quần le lên cho em mã số sẽ là 11 này. Đây nhá. Tiếp cho em quần le cao cấp sẽ là mã số 11 cho em quần le này. Em có size từ 17 cân tới 40 cân cho em quần le với giá 99.000 đồng cho em nhá. 99.000 đồng cho em quần le này. Mã số lên cho em sẽ là 11 nhá. Le mềm cao cấp cho em này. Áo dạ là vải áo dạ. Tiếp theo chị áo dạ là vải gì? Áo dạ là vải áo dạ nhá. Áo gì mà chị? Nguyễn Hằng không lên số điện thoại, không không báo lên. Nguyễn Hằng có số điện thoại rồi không báo lên nhá. Rồi cho em mã này đây là quần le là mã số 11 cho em này. 99.000 nhá. 99.000 đồng cho em chốt mã số cho em sẽ là 11 nhá. Size cho bé là từ 17 cân tới 40 cân này. Bé cao 1m cho tới 1m45 quay đầu cho em. Chốt quần le cho em sẽ là mã số là 11 cho em nhá. Jean mềm co giãn cho em và giá chỉ có 99.000 đồng thôi ạ. 99.000 chốt cho em mã số sẽ là 11 cho em nhá. 11 cho em nhá mọi người nhá. Có jean đùi và jean váy nhá. Quần le đúng rồi, chất lượng rất là mềm. Rồi ok mọi người nhá. Rồi chốt cho em mã là sẽ 11 cách số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. 11 cách số điện thoại. 06 109.000 nhá. 06 109.000 cho em. Xin lửng không có. 11 cách số điện thoại cho em là quần le nhá mọi người nhá. Quần le 11 cách số điện thoại 99.000 này. Thứ hai là cái gì? Váy hay quần váy là mã số là 12 này. Nguyễn Thanh Hà lên số điện thoại này. Lê Hạnh này, Nguyễn Thanh Hà lên số điện thoại này. Mã số tiếp cho em sẽ là 12 này. Mã số tiếp cho em sẽ là 12. Đây là quần váy này. Em có size là 15 cân tới 45 cân cho em quần giá váy nhá. Quần giá váy cho em mã số cho em sẽ là 12 này nha mọi người. Mã số cho em sẽ là 12. Quần váy cho em với giá là 79.000 một chiếc thôi nha. Chất liệu jean mềm co giãn cho em này. Bên trong là sẽ có quần này nha mọi người nha. Bên trong là sẽ có quần cho em. Mã số lên cho em sẽ là 12. 79.000 đồng cho em nhá. 79.000, 15 cân tới 45 cân có đủ size quần giá váy cho em. Đó, chốt cho em mã số là 12 nhá. Áo khoác 149.000 khoác dạ nhá. Lê Hạnh hay Nguyễn Hạnh nhỉ? Lê Hạnh lên số điện thoại nào. Lê Hạnh lên số điện thoại nhá. Có quần suông. Có quần suông. Rồi mọi người chốt cho em mã là 12 quần váy mọi người nhá. Họa tiếp theo là ngẫu nhiên cho em nhá mọi người. Họa tiếp theo là ngẫu nhiên này, từ 15 cân tới 45 cân em có đủ size nhá. 15 cân tới 45 cân cho em giá là 79.000 nha. 79.000
là mềm mà đẹp luôn này. 79.000 chốt mã cho em sẽ là 12 giúp em nhá. 12 các số điện thoại lên, hãy lên số điện thoại đi.
đùi cho em này, 69.000 cho em mã số sẽ là 14. Mẹ nào đặt rồi thì thôi hạn chế và đặt lại nhá. 14 xong đùi 15 cân tới 40 cân. Họa tiếp theo là ngẫu nhiên nhá. Họa tiếp theo là ngẫu nhiên cho em 69.000 đồng cho em nha mọi người. 69.000 chốt mã cho em sẽ là 14 ý, xong đùi nhá. 15 cân tới 40 cân đủ size. 15 cân tới 40 cân đủ size cho em 69.000. Tiếp này. Mã số tiếp theo nha mọi người. Tôi lên tiếp cho em mã số tiếp theo 15 là cái gì đấy? Rồi có suông dài này. Rồi lên tiếp cho em suông dài này. Rồi lên cho em suông dài sẽ là mã số 15 này. Đây cái này lên cho em ống rộng này. Mã số tiếp cho em sẽ là 15 suông dài này. Nha mọi người nhá, suông dài cho em này. Đây lên cho em mã quần đây là suông dài. Mã số cho em sẽ là 15 nhá. Em có size cho bé sẽ là từ 20 cân tới 55 cân cho em suông dài với giá là 109.000 đồng cho em nhá. 109.000 đây là quần ống suông rộng. Mã số cho em sẽ là 15 này. Nha mọi người nhá, ống rộng cho em này. Mã số 15 cho em 109.000 đồng cho em nhé. 15 suông dài này. Đó, mã số này là 15 cho em. Suông họa tiếp theo của em sẽ là hình thêu ngẫu nhiên nhé mọi người. Hình thêu ngẫu nhiên cho em nhé. Mã số cho em là 15 là ống rộng. Mẹ nào đặt rồi thôi hạn chế đặt lại nhé. Họa tiết và kiểu thì chọn ngẫu nhiên cho em nhé. Họa tiết và kiểu thì đạt ngẫu nhiên cho em. Đúng rồi. Chốt cho em mã số sẽ là 15 giúp em với giá là 109.000 nha mọi người nhé. Suông dài này. Đó, suông dài 109.000 đồng chốt mã cho em sẽ là 15. Từ 20 cân tới 55 cân em có đủ size nhá. 20 cân tới 55 cân. Bé cao 1m2 tới 1m. 1m2 cho bé tới 1m55 quay đầu cho em suông dài nhá. 1m2 tới 1m55 quay đầu cho em 109.000 nhá. Lâm Hoàng Yến lên lại số điện thoại của em size số. Lâm Hoàng Yến lên lại số điện thoại nào. Lâm Hoàng Yến lên lại số điện thoại. 109.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 109.000. Lên cho em mã số sẽ là 15 luôn em. Lâm Hoàng Yến lên số điện thoại đi nhá. Rồi 15 cách số điện thoại, cách cân nặng suông dài chắc rất là mềm cho em. Một trăm linh chín nghìn đồng chốt cho em mã số sẽ là 15 giúp em nha. 15 cách số điện thoại. Lâm Hoàng Yến lên số điện thoại đi. Lâm Hoàng Yến lên số điện thoại. Nhớ là họa tiết thì chọn ngẫu nhiên cho em với nhá. Họa tiết lên ngẫu nhiên cho em với ạ. 109.000 đồng cho em mã số là 15 giúp em suông dài này. Xuống dài cách số điện thoại cho em nhé. 15 cách số điện thoại. Đúng rồi, từ 20 cân tới 55 cân sai mọi người ạ. Xuống dài quên. 20 cân tới 55 cân xuống dài nha. Mày bảo đắt cái gì? Rồi lên cho em mã tiếp theo này. 17 là yếm này. Rồi lên cho em 17 là yếm này cho mọi người nhá. 17 cho em yếm này. Kể nào. 17 cho em yếm này. Em có size 17 cân tới 50 cân cho em mã số cho em là 17 cho em yếm với giá là 109.000 đồng luôn nhá. 109.000 đồng cho em yếm này. Mã số cho em sẽ là 17 giúp em này nha mọi người nhá. Các mẹ ơi nhớ lên số điện thoại đi nào. Mã số 17 cho em yếm này với giá là 109.000 nhá. 109.000 đồng chốt cho em mã số sẽ là 17 giúp em này. Họa tiết là theo nhá mọi người nhá. Họa tiết sẽ là theo cho em 109.000 đồng cho em này. Đó, size từ 17 cân tới 50 cân chốt cho em mã là 17 là yếm nhá. 17 cho em yếm này 109.000 đồng. Nhá, 17 là yếm cho em 109.000. Mẹ nào đặt rồi thì thôi nha. Yếm quần dài nhá mọi người. Yếm quần dài giúp em. Đúng rồi, yếm quần dài. Mẹ nào mà muốn lên bộ thứ hai thì comment đi là em lên nhá. 109.000 đồng một yếm nhé. Mã số cho em sẽ là 17 đấy. Từ 17 cân đến 50 cân em có size yếm 109.000 một yếm nha. 17 giúp em này. Ok, tiếp này. Mã số tiếp là 18 ha. Cái gì đó? Chân váy này. Đây, mã tiếp cho em sẽ là chân váy, sẽ là mã 18 đấy. Chân váy jean nhá. Chân váy jean cho em mã số sẽ là 18. Đây là chân váy này. Có quần bên trong, có quần bảo hộ bên trong nhá.
là 18 này. Đây cái này chốt cho em mã tiếp cho em sẽ là 18, 85.000 đồng cho em mọi người ạ. 85.000 đồng cho em, lên cho em mã số sẽ là 18 nha mọi người nhá. 18 85.000 đồng cho em yếm này. À chân váy này. Chân váy mọi người nha. Chân váy cho em đúng không? Mình chân váy thôi mọi người nhá. Cái này một mình chân váy thôi ạ. Chân váy dáng A có quần bảo hộ bên trong. Váy yếm không có nhá. Đây. Cái này của em là một mình chân váy cho em mọi người nhá. Một mình chân váy cho em với giá là 85.000 một chiếc, size của 15 cân tới 15 cân tới 45 cân em có đủ size chân váy nhá. 15 cân tới 45 cân đủ size này. Áo không có đâu. Mã số sẽ là 18 giúp em nha mọi người nhá. Em đi ngày mô đó. Cái đuôi này này. Có không? Hòa Bình đúng không? Hòa Bình, Thái Bình, Thái Bình. Ok 18 nha mọi người nha. Mẹ nào là 18 chứ 18 chân váy cho em 85.000 đồng cho em mã số là 18 cho em chân váy 15 cân tới 45 cân em có size nha mọi người. Em chỉ bán một mình chân váy thôi. Không có áo đâu nha. Mã số 18 85.000 cho em chân váy thôi nha. 19 là cái gì đó? Ống côn này, mã số tiếp cho em ống côn sẽ là 19 này.
có 109.000 một cái áo thôi á. 109.000 nhá, thị trường đang bán 200, 250, nhưng mà em tặng 109.000. Tặng 109.000 chốt cho em mã số sẽ là 21 giùm em nhá. 21 giùm em 109.000 đồng cho em. Đó, áo khoác jean cho em nha mọi người. Áo khoác jean nhá mọi người nhá. Mẹ nào lấy 21 chốt 21, cách số điện thoại em có đơn nha mọi người nhá. 21 cách số điện thoại 109.000 đồng cho em này. Đó, 109.000 đồng cho em mã số sẽ là 21 nha. Họa tiết sẽ là theo ngẫu nhiên. Họa tiết ở sau là hình ngẫu nhiên nhá mọi người, có rất là nhiều hình đẹp, hình cute lắm luôn á. Nha mọi người, chất liệu jean mềm giãn ren này. Đó, chất mềm form đứng giá mà mặc rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 109.000 một áo thôi nha. 15 cân tới 45 cân chốt mã cho em sẽ là 21 đi. 21 cách số điện thoại em có đơn nhá mọi người nhá. Để em báo phát cho chị Thu Ba nhá. Ừ, ok các mẹ ơi, con nhà mình ví dụ như mà cao mà hơi gầy thì các mẹ lưu ý là phải đọc chiều cao lên để nhân viên chốt theo chiều cao nha mọi người nhá. Mã số lên sẽ là 21 thì áo khoác jean nha mọi người. 109.000 một áo và nhớ là chọn hình ngẫu nhiên giúp em. Đã biết có đúng nó gọi nó không, số khác. Cho em này. Đây màu ghi bộ này rất là đẹp luôn này.
31 này 20 cân tới 35 cân à? 20 cân tới 30 cân, mã số này lên sẽ là 31 cho em 99.000 luôn này. Nha mọi người nhá, 99.000 đồng lên cho em bộ này sẽ là 31 này. Mã số sẽ là 31 này, 99.000 đồng cho em nhá. Bộ mũ len nhá. Đây cho em mã này sẽ là 31 đi. 31 dùm em nhá mọi người ơi. Cái này 31 cho em 99.000 luôn nhá. 99.000 đồng chốt cho em mã số sẽ là 31. Cách số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người. 31 99.000. Mở chất liệu là da cá có một màu thôi nha mọi người nhá, có một màu này thôi ạ. Có một màu này, còn mấy bộ em sale 99.000 luôn nhá. Chất liệu da cá cao cấp này, đẹp lắm. Mọi người chất nhà em đẹp lắm, hàng tàu luôn. Cái này là chất hàng tàu, da cá tàu ấy. Da cá tàu lại một luôn nhá. Ơi 31 20 cân tới 30-35 cân quay đầu với giá là 99.000 một bộ chốt cho em mã sẽ là 31 màu ghi nhá. Cái này là màu ghi lông chuột rất là đẹp luôn. 31 99.000 này. Quần có quần bò dài không xốp lên rồi mà. Quần bò lên nhiều rồi mà. 31 nha. Mã số tiếp theo này. 32 này. Ôi. Đây cái này bộ bút xì này em cũng còn một ít thôi này. Mã số tiếp lên cho em mã số 32 nâu tây này. Mã số 32 này. À, em có size cho bé là từ 20 cân tới 40 cân cho em mã số này lên sẽ là 32 cho em, giá cũng sale luôn nhá. 99.000 đồng luôn này. Mã số cho em sẽ là 32 này. À, mẹ nào lấy 32 chốt 32 99.000 đồng giúp em nha. 99.000 đồng cho em mã số là 32 nhá. Rồi 32 nhé mọi người, mẹ nào lấy 32 chốt 32 99.000 đồng cho em bộ thể thao da cá tiếp nha, màu nâu tây nhé mọi người, có một màu thôi nha. 32 99.000 này. Không bảy này. Đây cái này nhung này sẽ là 07 139.000, nhung cao cấp này. 17 cân tới 37 cân cho em mã hàng sẽ là 07 nhá. Cái này lên cho em sẽ là 07 139.000 nha mọi người. 139.000 nhung cao cấp cho em đắt ren nha, 07 này. Đây cái này chốt cho em mã là sẽ là 07 nhá, nhung. Nhung mềm nha mọi người, cái này là nhung mềm co giãn nhẹ cho em nhá, mã số 07 cho em 139.000 nhá. 17 cân tới 37 cân chốt mã là sẽ là 07 này. Đó, mẹ nào lấy 07 chút 07 139.000 nhá. Đây là 08 này. Mã này sẽ là 08 này. 08 là từ 17 cân tới 25 cân cho em 08 này. Đây cái này lên là 08 cho em với giá là 139.000 luôn nhá. 139.000 08 này. 08 mọi người muốn lên gì thì comment nhá. 08 này là đắp kinh xa nhá. Cái này cũng là nhung đắp kinh xa này. Nhung mềm co giãn cho em 08 139.000, 139.000 08 nhé. Chân váy jean sẽ là mã gì lấy em chân váy là mã 18 này đây nhá. Chân váy sẽ là mã số 18 này, chân váy nhé mọi người. Cái này là chân váy mã số 18 cho em size 15 cân tới 45 cân, một mình chân váy jean với giá là 85.000 đồng nhá. 85.000 đồng chân váy jean, mã số sẽ là 18 thôi em. 18 cách số điện thoại cho em là có đơn nhá. 18 85.000 chân váy nhá. 85.000 một mình chân váy có quần bảo hộ bên trong nhá. 18 mã số sẽ là 18 cho em nhá mọi người nhá. Đây 18 85.000 đồng cho em nhá. Có quần bên trong. Đấy, một mình chân váy nó không có áo đâu nhá. 18 85.000 cho em.
số tiếp này. Áo lẻ hết rồi, áo lẻ hết rồi nha. Ok nha, áo bộ em còn bộ thôi, áo sơ mi hết rồi mọi người, áo sơ mi bây giờ còn lẻ sạch hết rồi. Trên kinh thật, kinh rất là kinh. 18 một mình chân váy thôi nha mọi người ơi. Mã số tiếp cho em, mã số 33 bộ gấu này. Em size 35 cân hay 33 cân? 15 cân với 30 cân cho em bộ gấu này. Mã số lên cho em là 33 đúng không? Chia luôn 99.000 đồng cho em này. 99.000 đồng lên cho em, mã số này sẽ là 33 đúng em nhá mọi người, bộ gấu theo nhá. 99.000. Em có size từ 15 cân tới 30 cân, em có đủ size này. Chất liệu là da cá nhá. 99.000 đồng cho em nhá. 99.000 đồng cho em nhá mọi người. Mã này lên cho em sẽ là 33 đi. 3399.000 nha. 99.000 đồng cho em 33 cho em màu đen này, 33 màu xanh này và 33 màu đỏ nhá mọi người nhá. Đỏ đen xanh đỏ, 15 cân cho bé tới 30 cân nhá mọi người, 3 tuổi tới 8 tuổi là mang được nhá. 99.000 cho em chất liệu da cá cao cấp này, co giãn 4 chiều. Cái này co giãn rất là tốt luôn. Mẹ nào lấy 33 chút 33 giúp em nhá. 99.000 đồng cho em nhá. Mã số 33 99.000. Xanh 109.000. Váy xanh sẽ là mã 06 này. Đây váy xanh sẽ là mã 06 cho em với giá là 109.000 nha. 06 này 20 cân tới 40 cân, nó đang đứng ở trước kho đây em. Mất tiền không mà nó đứng đây. Không đâu. Đây cái này lên cho em sẽ là mã số 06 nhá. 06 nhá mọi người nhá. Đây cái này lên 06 cho em với giá là 109.006 này. 109.006 cho em màu trắng, màu xanh và màu hồng nhá. 20 cân tới 40 cân chốt cho em mã sẽ là 06 nhá mọi người. 99.000 nha. À 109.000, 109.000. 109.006 nha. Rồi tiếp bộ tiếp theo này. Mã số 34 này. Đây, cái này lên tiếp cho em bộ tiếp theo sẽ là 34 bộ theo này. Bộ theo nhá mọi người, cái này là dạng áo khoác này. Hết rồi à? À, mã số này lên bộ theo, mã số sẽ là 34 này, size 15 cân tới 35 cân em có size nhá mọi người. 15 cân tới 35 cân cho em, dạng này là của em là sẽ là áo khoác và nó sẽ dày hơn những cái không phải khóa nhá. Nói chung là dạng khóa là nó sẽ dày hơn đấy. Giá tri ân cho em với giá là 139.000 một bộ nhá. Mã này cho em sẽ là 34 đi. 139.000 một bộ cho em nhá mọi người. Bộ theo cao cấp cho em, bộ LV này. Có nón nhá. Bộ này em có nón mọi người ạ. Mã số này cho em sẽ là 34 đi. 34 màu đỏ, màu đen nhá. Màu hồng và màu xanh. Đó mẹ nào lấy 34 trước 34, 139.000 nha. 139.000 đồng chốt cho em, mã số sẽ là 34 này. Hồng này. Và 34 màu xanh là 15 cân tới 35 cân cho em nhá. 15 cân tới 35 cân thì 35 cân 9 tuổi mang vừa. 35 cân tầm mét 35 quay đầu nha. Đó mọi người này 34 thì chốt cho em, mã này sẽ là 34 theo nhé mọi người. Họa tiết toàn bộ là theo hết nha. Và bộ này xịn rất là đẹp, quần có túi nha mọi người. Quần thì em luôn luôn là có túi hết. 100 đấy á. 34 139.000 nhá. Mã số 34 139.000 là ok. Chị nào lấy 34 chốt 34 cho em. 139.000 đồng cho em 34 nhá mọi người, bộ này đẹp lắm. Màu đẹp 34 nhé, 139.000. Bộ áo khoác. Chưa ra bụng mà có bụng bó ấy thì chưa ra bụng luôn á. Bộ gì? Bụng này nó mới kia ấy. Cảnh con cũng biết rồi. Cho nó ngã nhau. Hai cái gì? Đây lấy xe là 34 này. Rồi tiếp cho em này. Mã số 34 cho em bộ Mickey này. Đây bộ Mickey khóa nhá. Mã số 34 cho em này cũng size 15 cân tới 40 cân cho em này. Mã số này lên sẽ là 34 nhá. Mã số 34 cho em với giá là 139.000 một bộ cho em này. 134 nhá mọi người nhá. Xanh dương 109.000. Rồi cái này lên cho em mã số sẽ là 34 cho em nhá mọi người. 34 nhá. Pha sườn rất là đẹp luôn này. Size 15 cân tới 40.
39.000 màu đỏ với màu hồng cho em nhé. Họa tiếp theo nhé mọi người, theo Mickey rất là dễ thương luôn nha mọi người nhé. Mã số này lên sẽ là 34 đi, 15 cân tới 40 cân em có size. Ui bộ này đẹp quá nha, chắc đẹp quá, dày lắm nha mọi người. Theo nhé mọi người, họa tiếp toàn bộ là theo hết nha mọi người ơi. Theo này, hãy theo nhũ kim sa này, rất là đẹp luôn. Mã số sẽ là 34, 139.000 thôi nhá. 15 cân tới 40 cân có size nha mọi người, màu hồng với màu đỏ. 15 cân tới 40 cân em có size, đúng chưa mình nhắc thì mình nhớ chị lên đó. Không thể nhớ đến cái bộ này luôn. 34, 139.000 nha. 34, 139.000. Cái bộ này em thấy tụi em sale luôn. 35 này. Đây, mã tiếp cho em sẽ là 35 này. Mã số 35 Chanel nhá. Áo len không có. Mà Chanel này 15 cân tới, cái này size 30 cân à? Hết rồi đúng không? 15 cân tới 30 cân Chanel cho em này. Cái này sale 79.000 đã hết đi nhá. 79.000 còn mấy bộ em sale này. 79.000 cho em này. Đó, 79.000 cho em, mã số đây là 35 này. 15 cân tới 30 cân cho em nhá. Màu xanh này là xanh dương, rất là đẹp nhưng mà ở trên line nó lại đậm đó. Mã này lên cho em sẽ là 35, có 79.000 mà chất lượng là da cá cho em mọi người nhá. Full da cá cho em nhá mọi người. Họa tiếp theo toàn bộ luôn xanh đỏ cho em này, 35 đi. Chốt cho em mã bộ này sẽ là 35. 35 nha mọi người nhá. Nơ bông màu gì? Nơ bông màu gì? Mã số 35 79.000. Nhá, mẹ nào lấy 35 chốt cho em 35 79.000 nha. 35. Cái này em còn có mấy bộ đem sale luôn á, chứ bình thường cũng phải bán 130, 140 một bộ. Hôm nay sale 79.000 mã số 35, 15 cân tới 30 cân nhá mọi người nhá. Mã số 35 79.000 này. Tiếp này. Mã số đây là 236 này. À không. Cái này còn đen có lúc nào mà. Đấy em. Rồi cái này lên cho em mã bộ 22 này, cái bộ này có mình màu đen luôn. 99 này đúng không? Rồi bộ này lên cho em mã số là 22, có một mình màu đen thôi này. Mã số 22 nhá. Em có size 20 cân tới 40 cân cho em. 89.000 cho em bộ crop này, mã số cho em sẽ là 22 này. 22 nhá mọi người, cái gì đây? Mã số 22 này. Đây cái này lên cho em mã số sẽ là 22 nhá. 20 cân cho bé tới 40 cân. Bé cao 1m2 tới 1m45, quay đầu cho em và một mình màu đen thôi ạ. À. Em sale 89.000 một bộ nhá. 89.000 chốt cho em mã số sẽ là 22 đi. 22 cách số điện thoại em có đơn nhá. 22 cách số điện thoại em có đơn. 22 cách số điện thoại em có đơn cho em với giá là 89.000 cho em. Từ 20 cân nhá mọi người ơi. Từ 20 cân trở lên nhá. 20 cân cho bé từ 40 cân này, 20 cân mét 2 trở lên tới 40 cân 1m45 quay đầu. 89.000 chốt mã sẽ là 22 nhá. 2289.000 mọi người ơi, ship toàn quốc là 30.000 nên là mọi người chịu khó đi lấy 2-3 sản phẩm trở lên mà lên mà kiểm tra hàng mọi người nhá. Ship 30.000 nên mọi người cứ đi lấy 2-3 sản phẩm mà kiểm tra hàng thoải mái cho em nhá. Đấy rồi ok mọi người nhá, mẹ nào lấy thì chốt cho em mã này sẽ là 22 nhá. Có 89.000 một bộ. 22 nhá. 89.000 cho em đi.
15 cân tới á. 15 cân tới 40 cân em có size mã số 36 bộ Celine theo nhá. Celine theo cho em với giá là 099.000 thôi. Em sale cái bộ này có 99.000 thôi, mã số 36 nhá mọi người nhá. 36 cả màu xanh, cái này bé trai mang được đấy mọi người. Bộ này trai gái mang được hết, hai anh em mặc đôi được nhá. 36 có nón nhá, 99.000 cho em nhá. 99.000 đồng lên cho em mã bộ sẽ là 36 này. 36. 36 nhá. 36 cho em. Bộ váy size to hết rồi chị Kem Bunny ạ. Váy size to anh không to nhá. Bây giờ còn váy size bé anh ký. 36 nhá mọi người nhá. Tháo ra cá cho em 36 99.000 nhá. 99.000 silly nhá. 36. Tiếp theo màu ngẫu nhiên mà
bye mọi người nha, bye bye. Để ý điện thoại cho đâu nhé mọi người ơi. Lấy túi ngọc á, cái quần nó sai của Lý Tú Ngọc hết rồi nha.
size từ 62 đến 100 cái anh chị. Ở ẩn đi, ở ẩn thời gian đi. Nè là cái bộ của em đang mặc nè mấy chị. Cái bộ em đang mặc là mẫu xấu nhất nha. Đây, cái bộ em đang mặc là mẫu xấu nhất. Quần Quảng Châu không có size 15 để chị kiếm thêm quần size 15 nha. 15 là tương đương 36 bên kia để kiếm thêm gì. Đây mấy chị, đây là bộ yếm giống như em đang mặc nè. Nè, bộ yếm giống mẫu em đang mặc nha, kèm với quần đen. Bộ này có đủ size, ai bộ này nói chung là bộ này có nhiều size lắm. Chị nào từ 62 đến 100kg thì báo cho em lấy size cho mấy chị, kèm với quần đùi. Bộ này là 240.000 mấy chị. Chị nào chốt bộ này 240.000 chốt giùm em nha. 240.000. Rồi em lên cho chị mấy chị tiếp một bộ yếm nè mấy chị. Đây cũng là yếm, đây cũng là yếm này nha mấy men. Đây cũng là yếm. Đây ha, đây cũng là yếm. Đây cũng là yếm mà yếm hồng nè. Nhưng mà cái này hoa dễ thương lắm mấy chị. Rồi chốt bộ yếm hồng cho em. Bộ yếm hồng cũng có size ha, yếm hồng. Rồi tiếp tục mấy chị ơi, em lên một cho mấy chị con vợt sắc đỏ. Mấy chị ơi, con cái con vợt sắc đỏ này nè mấy chị. Cái con vợt sắc đỏ này nè, nó lên yếm đẹp cực kỳ. Rồi cái bộ yếm hôm nay bộ nào cũng dễ thương hết mấy chị. Đây, đây là bộ yếm vợt sắc đỏ. Chị nào chốt yếm vợt sắc đỏ chốt giùm em yếm vợt sắc đỏ. Yếm này cũng rất là nhiều ký và kèm với quần đùi ha. À, tôi em đi cho thằng nhóc ăn mai gặp ok. Cho em bộ yếm yếm hồng 100kg không gái. 100kg có được 2 bộ 3 bộ ở đây. Yếm hồng 100kg của Diệp Thảo Phú Yên nè. Diệp Thảo Phú Yên. Nè yếm em có là được 2. Diệp Thảo Phú Yên 240 của Diệp Thảo Phú Yên. Rồi chị nào chốt bộ yếm này nữa chốt giùm em bộ yếm nha. Chị nào chốt yếm thì chốt giùm em yếm. Yếm ta yếm vàng nè. Là bộ yếm giống như em đang mặc. Rồi chị nào chốt bộ yếm giống như em đang mặc kèm với quần đùi chốt giùm em. Yếm chị đặt rồi đúng rồi chị Ngọc Mai Trắng, yếm chị đặt rồi. Hai mẫu này mới về chị chưa đặt nè. Có ai chút yếm nữa không mấy chị ơi? Có ai chút yếm chốt giùm em nha. Mờ sáng giờ chưa bán gì hết trơn á. Đâu nãy giờ, hồi nãy giờ bán là mấy bộ vậy ha. Chị bảo không bộ. Thôi buồn bộ. Ai nữa? Chị bảo bộ thôi buồn ai? Cô Ngô cái áo sơ mi. Rồi ai nữa? Tú Nguyên. Tú Nguyên một cái quần riêng phong. Yếm vàng 75kg là bao này. Rồi Gia Bảo một nữa. Rồi Thảo Trần Facebook Ý Yên nè. Cúc vàng hơi bị dễ thương chứ. Đây nè, cúc vàng nè chị. Rồi Thảo Trần nè, XL thôi. Rồi đúng rồi, XL 204 của Thảo Trần. Mấy chị ơi, cái cúc vàng dễ thương lắm nha mấy chị. Em thông báo cho mấy chị biết là cái cúc vàng cực kỳ đẹp. Em, cái cúc vàng là một cái cúc mà người ta gọi nó là cúc vàng. Mà cúc vàng mà mặc với quần đen là em nói mấy chị y chang bộ cúc vàng luôn. Em, ơi vậy á. Cái bộ này mới về nè, con cho cái bộ đó con. Rồi em lên cho mấy chị bộ này 240.000 nè. Đây, bộ này nè chị Ngọc Mai Trắng. Đây mấy chị ơi, hơi bị xinh. Bộ này là quần váy nha mấy chị nha. Bộ này là quần váy. Chị nào chốt bộ này chốt quần váy chốt lên giùm em ha. Bộ này là quần váy nè. Bộ này có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chị nào, bà ở nước ngoài đừng quan tâm tới bà nữa, nghỉ chơi bà rồi. Đây là mấy chị, bộ này là hoa ly ti rất là đẹp nha. Bộ này hoa ly ti đẹp tuyệt vời. Bộ này em có 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chốt bộ này xếp lại cho chị Ngọc Mai Trắng nè. Rồi chị nào chốt cái bộ hoa cúc quần váy chốt giùm em. Xem yếm bông vàng hả chị Hằng Lê? Dạ ok chị. Rồi yếm bông hồng cũng đẹp mà yếm bông vàng của chị nha. Rồi yếm bông. Đây chị, yếm bông vàng dễ thương. Trong bốn mẫu yếm, cái yếm bông vàng là đẹp nhất. Rồi tới yếm vừa xanh đỏ nha. Còn cái sở thích của mấy chị là tùy. Còn em bán như thế nào thì em nói như thế này. Đây là yếm vàng này chị. Khi mấy chị mặc lên nó sẽ như thế này. Yếm vàng. Chị nào chưa chốt yếm vàng mặc với quần đen là hơi bị xinh nha. Yếm vàng. Bộ này thì bao dễ thương cho mấy chị rồi. Chị nào chưa chốt yếm vàng chốt lên cho em yếm vàng. Nha mấy chị ha.
Im sao im ấy chị ơi. Im em sao im. Em. Ông im về cho phải im đèn nha. Trong cõi đời cười ra nước mắt. Sẽ cúc quần váy size L cho cô Nguyễn Phương Nam đó. Nguyễn Phương Nam sẽ cúc M, sẽ cúc L. Nguyễn Phương Nam sẽ này dễ thương chứ ơi, sẽ này đẹp bà cố nội ngoại luôn á, sẽ này dễ thương lắm. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị áo nha, em sẽ lên cho mấy chị áo. Áo này 160.000, áo này 160.000 mấy chị, 160.000 áo này. Áo này dễ thương. Áo này mà mấy chị mặc cái quần váy là mấy chị mê say. Con cắm thành phi chấm cho mấy chị ơi. Rồi vô giùm em áo nhúng nha mấy chị nha. Áo nhúng em có tổng cộng, nói chung là áo nhúng free size. Thế hả? Tuần nữa mới có lương mua đi, em cho tuần nữa ra cho chế. Chứ tại vì một mẫu nhà em đó, một mẫu nhà em ra có một lần rồi mấy chị. Rồi chốt giùm em áo màu bò này mấy chị, đừng có để ở trên. Ghi lại mấy chị. Thôi em giấu cho riêng em. Đây mấy chị ơi, chốt giùm em áo màu bò. Áo này là áo màu bò hoặc màu đồng nè. Áo này là áo màu rêu nè. Áo này là áo màu rêu. Em có nhiều màu lắm mấy chị. Áo này là áo màu bơ. Áo này là áo màu bơ, 160.000 một cái. Áo này là áo màu bơ. Và còn một cái màu nữa mà chiều giờ em giấu. Là màu này là màu màu xám nâu. Chị một bộ yếm vàng 85kg của Hằng Lê. Coi thử Hằng Lê ở đâu nè. Rồi Hằng Lê 140.000. Rồi ai nữa mấy chị? Ai nữa? Đây là áo màu xám. Màu gì không? Cái này là xám khói, là khói xám nè mấy chị. Là xám khói nè. Là cái này là xám khói mà chói khói, mà chói chán luôn mấy chị. Đó chị nào chốt áo nhúng chốt giùm em nha. Áo nhúng thì có size từ 62. Chị nào là 95-98kg cũng vừa. Rồi mấy chị ơi, rồi chốt giùm cho em áo nhúng 160.000 kèm số màu, còn một màu nữa mà giang hồ gọi là màu xanh đen đó. Chị nào chưa chốt xanh đen chốt giùm em đen xanh ha. Áo này bán cho mấy chị với giá là 160.000, 160.000 áo này mấy chị. Riêng màu bò thì còn rất là ít nha, 160.000, 160.000 áo này mấy chị. Áo này lời ít, ngồi từ hàng từ xe về hết một người về. Bán cái áo 160 lòi có 150 mà không ai mua hết trơn rồi. Rào lên tiếp đồ mấy chị. Lên tiếp. Nè em lên bộ bi cho chị Ngọc Mây Trắng coi nha. Em lên cho chị Ngọc Mây Trắng bộ bi. Em lên cho chị Ngọc Mây Trắng bộ bi. Mấy chị coi giùm em cái phơm quần bộ bi nha. Mấy chị ơi coi giùm em cái phơm quần bộ bi cái. Chết chứ sống gì nổ mấy chị. Mấy chị sống không nổ với em bộ này đâu. Bộ này là xanh đen nè. Cho đi vỏ để biêu một tuần luôn á. Đây bộ xanh đen. Mấy Thủy ơi Thủy, bộ xanh đen là đẹp bà cố nội. Là coi cái tay bên này nè. Thứ nhất là tay rút nè, thứ hai có hở nè. Cái thứ ba là cái quần rất là đẹp Thủy ơi. Rồi chị nào chốt bộ bi chốt lên giùm cho em nha. Bộ bi là 250.000. Nói chung là mấy chị khéo chút là được hết trơn à. Chứ ơi khách mà trời ơi đồ duyên đẹp quá mà tuần nữa em có luôn. Chẳng lẽ không cho mấy chị để cho để hết. Nhan thờ buổi kinh tế thị trường khó khăn, bán ngày kiếm 5-7 bill là được rồi. Kiếm đủ tiền trọ là được rồi nha mấy chị. Dạo này ít chữ khách là dễ đụng má sợ khách bỏ đói cho chị hết trơn á. Về quê mất công ba nuôi nữa. Rồi chốt giùm em đi mấy chị ơi. Chốt giùm cho em bộ bi. Bộ bi em có tổng cộng 4 size. Hay ít con ơi. Đây nè, hay ít cho Phạm cho. Bộ bi em có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Rồi Thúy Trần, chị Thúy Trần cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại nha. Nãy em kêu chị vô like mới là vô like đây nè chị. Mà chị thấy mua đồ bên em là sẽ tiền. Tại vì bên em á là đồ co giãn dữ lắm. Rồi cho một bộ cho Thúy Trần, bộ hay nữa con. 84kg, 84kg chị cao nhiêu chị Thúy ơi? Vậy hồi trước em để chị bộ quần đen rồi. Rồi Thúy Trần một bộ nè anh ơi. Để nhắn tin cho cô Thúy Trần. Hồi trước em để chị một bộ đen là 250. 250. Rồi Thúy Võ lấy gì là một áo nhúng xanh đen. Một bộ yếm hồng. Dưới 80kg. Đó.
coi thấy vỏ nè. Thấy vỏ, bộ bill này là để một tuần nè anh ơi. Cái bill để một tuần này. Em nhớ vô trong phần bay em nhắn cho anh Phúc nha Thi Vỏ. Chị phải đâu, chị Thi Vỏ nhớ vô phần bay nhắn cho anh Phúc là để bill tới thứ mấy tuần sau nha cho anh Phúc biết nha. À, đi hôm qua rồi ông ơi, bả lên ông kìa. Bạn cho đi rồi em ơi. Rồi lấy cái bộ bi size L cho cô ấy, con Ngọc Mai trắng không? L. Ừ. Thì cần coi nhắn đây. Cái này của Thi Vỏ luôn á. Đúng rồi, Thi Vỏ 240 với lại 160. Còn cái này của chị Ngọc Mai trắng nè. Ngọc Mai trắng 250 ngàn. Bộ bi hay của Mỹ Ngọc Trâm. Lấy bộ bi cho chị nghe Hồ Thị Việt 80
ký 1m6. Dạ chị nghe hồ thì chị cho anh xin địa chỉ kèm số điện thoại nha, size XL bên em nè. Rồi nghe hồ thì việc, rồi chị nói chốt nghe hồ thì việc thì chốt giùm em ha, chốt giùm em bộ đó là 200, 250 ngàn. Rồi lấy bộ móng xanh lấy rồi chị. À bộ đùi thổ cẩm kiểm tra rồi hết size rồi không anh ơi, bộ đùi thổ cẩm kiểm tra rồi hết size gái rồi nha. Rồi bây giờ em lên tiếp đồ cho mấy chị nè. Mấy chị không, chị còn chưa mang cái bộ beo đẹp lắm chị. Cái bộ beo, em nói thiệt á, cái bộ beo mặc lên là mê say. Em nói thiệt với mấy chị, cái bộ beo mặc lên mê say nha. Rồi để chia sẻ lên view, ghê thiệt chứ. Ghê thiệt mà nói. Rồi còn bộ quần váy, chị nào có chưa chốt bộ quần váy thì chốt giùm em nha. Giờ em lên cho mấy chị bộ này nè. Bộ hôm 490 nè. Bộ đùi nè. Rồi bộ này mấy chị, bộ này mới về ngày hôm qua hôm kia nè. Bộ này 240 nha mấy chị nha. Bộ này 240 ngàn. Ở dưới tài nó có xẻ nha. Ở dưới tài này có xẻ như thế này nè. Bộ này là quần đùi. Này có bán chân không? Có, anh Phước đang ở Tân Sơn á, đang 24 Tân Sơn, ông đang đứng ngoài đó đó. Ông đang đứng ngoài 24 Tân Sơn á, đang ngoài đó đi chị, liên hệ ổng nha. Có số điện thoại chưa? Gọi 113 hỏi số anh Phước đâu ông chị à. Bộ này là kèm quần đùi, bộ này cũng 4 size. Bộ này cũng có size 80kg của cái chị gì mới chốt bộ bi nè. Bộ này có tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Bộ này 240 ngàn. Chị nào chốt bộ đen này chốt lên giùm em bộ đen ha. Chị nào chốt viền trắng. Bộ đen viền trắng 4 size. Lấy hiền rồi bà nội ơi. Dạ này ngoan lắm, chị cứ cho địa chỉ số hồi cho con. Chị Nga Hồ Thị Nguyệt ơi, chị cho giùm em địa chỉ số điện thoại nha, chứ một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại là bên em xả hàng. Bên em không gọi điện chút hay là đâu chị, tại vì bên em làm bill rất là sớm cho kịp buổi trưa đây. Thế nên là bên em làm bill rất là sớm mà bên em không gọi điện chút hàng. Nha. Ủa sao kỳ vậy ta, nếu mà có trên line là có rồi đó gái à. Không anh đang ngón tay à. Rồi bé ơi, hàng mày xuống dưới có thử biết cái xếp bộ nào mà nó còn xếp bộ đầu đen em cứ lấy xanh lờ lờ là cái gì vậy lấy. Cái bộ hoa cúc này là mấy chị dễ thương lắm. Bộ này 190 ngàn. À bộ nãy giờ có đưa cái bộ bi 250 ra cho chị ấy không? Chị ấy á, bộ bi 250 của chị Ngọc Mai Trắng á. Đây mấy chị, bộ này mới về nè, bộ này mới về ngày hôm qua luôn. Bộ này là bộ bi nha mấy chị, quên lòng, bộ này là bộ hoa cúc. Bộ ở sau lưng này có lưng nhúng, mấy chị đừng sợ chọc nha. Ở sau lưng có nhúng. Và bộ này bán cho mấy chị với giá là 190 ngàn bộ này. Chị nào chưa chốt bộ này thì tranh thủ. Chị nào chưa chốt bộ này thì tranh thủ giùm cho em nha. Bộ này em có tổng cộng 4 size. Bộ bi này nè. Chị nào chưa chốt bộ bi chốt lên giùm em bộ bi mấy chị. Bộ bi em có tổng cộng 4 size nha mấy chị. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chị nào chưa chốt bộ bi tranh thủ chốt lên giùm em ha. À, tranh thủ với chị ơi, tranh thủ nè. Rồi lên tiếp bộ này. Bộ này là trúc kính không? Rồi bây giờ dưới còn mấy bộ đen rồi em lên. Nghe hồ thì việc khách cũ mà chị trong tin nhắn không có thấy số điện thoại với địa chỉ vậy. Chị nghe hồ thì việc ơi, không thấy chị, con trong Facebook ý yên thưa anh. Ủa
rất là đẹp, cái tay có nhúng nè, cái tay có nhúng và có hở mấy chị ơi. Coi giùm em cái tay nha, đây đây mấy chị, cái này rất là dễ thương. Dạ không có, cho nên chị cho giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Bộ nhúng xanh, áo có nhúng phía trước và sau, bộ nhúng xanh, bộ nhúng xanh đen này hả chị Mai Nguyễn Mai? Bộ nhúng xanh đen này đúng không chị? Đúng không? Còn hồi chiều mà chị đặt cái áo nhúng là có rồi. Còn đây là bộ nhúng này đúng không? Đúng thì ok cho mẹ em cái nha. Đúng thì ok lên nhà mẹ em cái. Có cái bộ chính sách đó nè. Còn thiếu bộ chính sách nữa. Chưa không? Hồi nãy em đem lên nè. Có một bộ chữ V ngay cánh cửa nè nha thằng. Ngay cánh cửa con. Cái bộ này áo đẹp lắm chị. Cái bộ quay này nè. Bộ quay này em có 4 size nữa chị. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 cái. Bộ bi này mấy chị mà mặc cái quần cho mấy chị không, mấy chị cũng sướng nữa. Chị nào chưa chốt bi, chốt lên giùm em bi nha. Chốt lên giùm em bi nè mấy chị ơi. Bộ chính xác em lấy ra rồi hả? À, có rồi nè. Có rồi. Ít là bỏ vô cái chỗ đó luôn rồi, nó cái bao sọc ở trong á. Không. À, lấy luôn hay chị? Bộ lấy một XL, HL. Rồi lấy cái bộ chữ V nữa, chữ V màu vò nữa. Chữ V màu vò. Cho em bộ bi 90kg của Hoàng Nguyễn Thị. Bộ nhúng không có size chị, bữa nay em về bộ nhúng quần váy có size chị. Bộ bi 75kg của Đức Lâm nè. Em lấy size XL đây, Đức Lâm XL nè. Rồi, Đức Lâm XL, Hoàng Nguyễn Thị, size 90kg. Rồi, Hoàng Nguyễn Thị, size 90kg. Rồi Hoàng Nguyễn Thị cho em xem địa chỉ kèm số điện thoại nha. Hồi nãy chị đổi qua bộ bia cho Thu Huyền rồi nha. Rồi mấy chị ơi em lên bộ này chính tốc 240 nè. Chị nào bữa giờ chưa chốt bộ chính tốc 240 này, hôm nay chốt lên giùm em nha. Bộ này vải co giãn rất là dễ thương mấy chị. Mấy chị có cái tà xéo nó cũng đẹp nè. Ở trên này nó may cũng dễ thương nè mấy chị ha. Bộ đen chính tốc, bộ này 240. Chị nào chốt hồi nãy em chốt cho chị quần dương bộ này nè, em chốt cho chị bộ xanh đen này à, chứ không có chốt bộ beo. Rồi đây mấy chị, bộ này là quần chính tóc nha, bộ đen quần chính tóc. Chị nào chốt bộ này thì em xuống ký giùm em đen quần chính tóc. Còn mấy chị gì tên 4 chữ kia là em mất địa chỉ số điện thoại chị rồi, chị làm ơn cho lại giùm em nha. Rồi chị nào chốt bộ đen chính tóc, chốt giùm em đen chính tóc. Chúc Thanh Hằng nhớ phân cho đúng nha Thanh Hằng, nhớ phân không đúng là chết. Đen chính tóc nè. Chị nào chưa chốt đen chính tóc, chốt giùm em đen chính tóc nha. Dạ đúng rồi chị, quần dài ống nhỏ. Bộ này size số 1 nè. Chốt với chị Mai Nguyễn Mai bộ này 240. Nè bé Lùng xếp bộ này lại. Mai Nguyễn Mai 240 này có bill không? Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Lên tiếp cho mấy chị nè. Hồng Nguyễn Thế, em còn bill hôm bữa với quần trên 150. Đó, mặt Hồng Nguyễn Thị á. Để em cứ kiểm tra lại thử chị Hồng Nguyễn Thị á. Rồi bây giờ em lên tiếp quần. Cái quần này với áo đá nha mấy chị nha. Cái quần này áo đá cho mấy chị nè. Đây mấy chị yêu ơi, coi giùm em ha. Ồ, dễ thương lắm. Ở trên đây là ren rất là mềm nè. Rồi, chốt giùm em bộ đá xanh đen kèm quần đùi mấy chị. Bộ đá xanh đen kèm quần đùi. Bộ này em có tổng cộng 4 size. Dạ, để em lên cho ngày mai. Để ngày mai đi chị. Để ngày mai em đi lấy hàng cho. Em lấy quần ống rộng cắt lại với em bán cho chị Ngọc Mai Trắng rất là đẹp. Để bữa nào mang mấy cái set ống rộng đen lai dòng giúp cho cái bộ xanh qua em mặc á. Em bán cho mấy chị. Rồi, chốt cho em bộ này. Bộ này là bộ xanh đá. Bộ xanh đá cũng 240 ngàn. À, 240 ngàn xanh đá. Đá chốt cho giùm em 240 ngàn xanh đá nha. Xanh đá 240 chốt cho giùm em 240 xanh đá. Rồi lên tiếp tục cho mấy chị nha. Em sẽ lên một cái mẫu chữ V. À chưa có, cho chị coi thử cho hả.
cái áo này của Trân à, nó ok. Một cái màu rêu và một cái mã vàng. Ba cái này là hai cái cuối cùng luôn đó. Bé Long xếp lại cho cô Trân Hạnh đây. Nhắn tin lại vô trong tin nhắn Facebook chị, hồi chiều nhắn cho em đi. Chữ Trân. Anh đi Trân Hạnh đây, giữ hình cái dấu nặng nha con. Rồi Trân Hạnh hai áo 320. Thầy là em Hồng, thầy là không có bill ở đây rồi nha. Mà nó có mấy chị cái ba mua nhà ba mới gửi vô thôi. Cô heo trong mốt vàng hả? Bé là cô heo chốt đi nha. Đấy là người ta cái hình đó mấy bạc, người ta lấy cái mấy bạc nè. Cái một quỷ của em mới gửi vô đó, con mới chở mà. Có cắt sẵn chưa anh? Có sẵn lấy cái kéo chị. Có rồi cho Hạnh à. Bé Nguyễn thầy hai hũ không? Đó còn miêu đây là 200 em nè. Đây đây Hồng Anh nó mang là đó còn cái bộ hoa văn đây nè Hồng Anh. Đây nè còn miêu ở đây hèn chi. Anh cứ quên gửi. Nè tí Nguyễn Thị nè con không. Tí Nguyễn Thị hai hộp của em 220. Vô được có 4,5 kg mấy chị. Ok mấy chị. Rồi cái này là của chị Amy nè. Amy Nguyễn nè. Amy Nguyễn hai hộp nè nè. Bé bỏ bình bông hương đi con. Phạm à, chị Phạm cho một hộp của em nè. Chị Phạm cho hộp của em trong mốt nè. Em còn ít lắm mấy chị, còn một hộp 3 kg thôi, hơn 3 kg à. Tại gửi vô chưa tới 3,5 kg, chưa tới 4,5 kg mấy chị. Nha. Cô em cháy sỏi. Mà mấy chị ăn của em nhà em nó sạch sẽ lắm mấy chị. Nó sạch sẽ mà nó bán mẻ lắm. Ờ làm nó ế ngủ chân gà hả quỷ à. Ăn uống đi ghé ăn sau. Nhớ chừng nào ghé em là báo trước em nửa buổi nha. Em làm chân gà cho chị. À ai, ai đã từng đi qua. Chị ha. Chị là chiều nay trai gửi về thùng hàng là mừng quá ai hết nhớ. Hết nhớ tới em rồi. Yêu nghiệp. Rồi lên tiếp mẫu nha. Lên tiếp mẫu cho mấy tình yêu nè. Em sẽ lên cho mấy chị cái bộ calo. Mà cái áo là kiểm tra hả? Mới cho dùng. Mới cho dùng. Calo này mới về nè mấy chị. Bộ calo mới về. Bộ này em có tổng cộng 4 size mấy chị. Bộ calo. Cái bộ calo là một cái vải không có dạng. Có chân gà rút xương kim lon. Mát, rửa mát luôn chị, mát. Đúng rồi. Mát tiền lắm. Chứ có cái biểu hoàng Nguyễn Thị vậy đấy. Bữa bác kêu bữa 16, bác kêu là chúng ta gửi này là bữa đó bác còn thành công. Dạ, mai lấy chị Loan muộn 9 kg đi, ngon lắm chị. Có muối chấm luôn. Rồi bộ này nè mấy chị, bộ này là bộ caro. Mấy chị lưu ý giùm em nha. Cái bộ này vải không có dạng. Nhưng mà ở sau nó có lưng chung. Cho nên mấy chị, nó sẽ có một cái độ dạng nhất định. Bộ này 200. Bộ áo, bộ quần caro này 240. Chị nào chốt bộ này 240, chốt lên giùm em nha mấy chị. 240.000 bộ này. Chị nào chưa chốt bộ 240.000 này chốt giùm em. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Đây là một cái bộ đen 250 mới về chiều hôm nay. Bộ này mới về chiều nay nha. Bộ này em có tổng cộng 4 size. Cổ đen này nè. 250. Em mới về chiều hôm nay luôn mấy chị. Bộ đen này cổ rất là đẹp. Ở sau có dây cột lại nè. Bộ đen này xinh lắm. Dạ 1 kg 260.000. Em nói với chị ăn ngon nhất nách lắm. Một mình em gần một hũ. Rồi đây mấy chị. Chốt giùm em lên bộ này nha. Đây. Bộ này mấy chị. Bộ này em có tổng cộng 4 size. Bộ này quần cũng là quần ống bát xẻ tà. Ha. Bộ này em có tổng cộng 4 size. Dưới 70. Dưới 80. Dưới 90 và dưới 100. Chưa chốt bộ này cho em. Ngoài Nguyễn Thị còn có 1,5 kg đúng không hả chị? Còn Nguyễn Thị còn 1,5 kg ở đây nha. Rồi bây giờ em lên tiếp. Còn mấy chị cái nãy cho địa chỉ xong rồi hết chưa? Dạ bi xanh 98 con hết size dưới 80 kg. Xã của Nga Hồ Thị Viên. Xã biêu của chị Nga Hồ Thị Viên đây. 69 ngàn. Sao còn không? Tôi nghĩ đâu mà. Rồi xã biêu Nga Hồ Thị Viên đây.
rồi. Dạ lấy cái chị ký ra. Mai làm rồi chiều nó tái da cho chị luôn chị. Đây mấy chị ơi, bộ đây là bộ chữ V đùi. Bộ đó chị lấy rồi. Bộ đây là bộ chữ V đùi nha mấy chị nha. Bộ này bộ chữ V đùi. Bộ này cũng 240 ngàn. Em có một bộ giống như vậy mà màu đen trơn không á thì là 220. Còn bộ này là 240 nha mấy chị nha. Bộ này 240. Chị nào chốt bộ này 240, chốt cho nhà em bộ này 240. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Nè ăn ngay em lỗ cũng được, ăn ngay ăn. Ủa má ăn cái sao trôi. Bộ đen làm chán. Cái bộ đen dài sau quần xẻ tà này em lấy chị Đức Lâm rồi. Coi thử bill chị Đức Lâm chiều có cái bộ đen là 250 chưa. Ok Kim Long. Nè lấy cho Kim Long một chiếc nụ cua heo. Với một củ chân gà đi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vậy? Em còn 3 bộ hồng rút màu đen, còn 2 bộ dưới 80 kg, và một bộ cũng dưới 80 kg. Nè, biết sao tôi đang dùng cái đường truyền riêng luôn á mấy chị. Thì em tôi đang dùng cái đường truyền riêng của cái mang mới bắt luôn á. Tay mờ đâu mà nội, tại sao mày lờ nhỏ chứ đổi đâu mờ vậy? Yêu nghiệp, nó giống như em đang mặc vậy nè chị, nó buộc lòng phải như thế này nè chị. Còn không ưng nữa thì mình rút cái dây lên ha, cái yếm là buộc lòng nó phải vậy. Cái lòng vô lấy cái miếng sọc đó con, thấy sai con hơi tôi xuống hoa đọc không? Rồi đây bộ này em còn 3 bộ dây lờ là 72 đến 82 kg. 3 bộ này, bộ này dễ thương lắm á chị. 3 bộ hồng rút này em còn size 72 đến 82 kg. Bộ này em xem bộ này cho mấy chị 160 kg cho hết nè. Bộ này rất là đẹp. Rồi chúc giùm em 3 bộ hồng rút này xem mấy chị 160 cho hết hàng. L còn Burberry lấy được con gái, còn bộ Burberry đưa cho cô Hoan Tương Sông Hoa đây. Nè Hoan Tương Sông Hoa này, kiểm tra kỹ nha. Còn bộ Burberry đưa qua cô Hoan Tương Sông Hoa đây. Cho hết L biết sọc rồi chị. Lấy một bộ Burberry bỏ qua nha chị. Hoan Tương Sông Hoa bỏ chưa? Hồng rút của Hồng Nguyễn Thị là 1 bộ 160. Cái lồng review mới nè con, Trâm Anh Nguyễn. Và 1 bộ 160. 160. Anh đang ghi của ai à? Rồi 160. Bé lồng đang ghi của ai à? Trâm Anh Nguyễn ghi bé con mình nè. Thank you.
mày dám ra ra tiệm chợ. Trời ơi, không thấy một cái comment luôn, chết mày. Mày còn không, đâu còn chào Yến. Không biết ăn chào Yến, đừng chốt chào Yến. Chốt cơm, cháo Ngọc Mai Trắng lấy bộ size XL đi con. Chị Ngọc Mai Trắng lấy XL cho chị Ngọc Mai Trắng. Anh em thấy vợ lấy XL luôn. Bộ bóng có rời 3X hết rồi. Để lên. Lấy luôn. Trời đất ơi. Lấy 2 bộ XL. Nhiều bộ 160 ngàn. Size nhỏ là size lên cái khung cao nhất mà biểu sao. Không muốn lấy cho mà được. Tôi đặt 2 bộ là bộ gì chị? Cái bộ hồng rút chị chốt xong. Cái lờ còn không? Rồi Ngọc Mai Trắng là anh là chốt xong. Cái lờ còn không? Con được sao đây còn không? Bây còn hả? Rồi lấy bây cho bác sĩ. Anh đang tiếp vỏ 160. Anh đang đưa lại cái bia đó đi anh đưa lại. Rồi chị đổi cho chị Ngọc Mai Trắng đi. Bây còn hả? Rồi bây chốt cho cô bác sĩ 160. Ai? Ai chốt bộ bút bút rì nè bác sĩ? Nè bỏ lên bộ bút bút rì nè con. Ai chốt bộ bút bút rì nè? Thì bóp trước rồi tao lấy con tao bắn con cu mày liền á. Bút bút rì lấy giờ của Phụng Dương còn không? Lấy Phụng Dương sai hay cho con Phụng Dương thôi con. Lấy Phụng Dương hay Phụng Dương. Chị nhắn tin sao nhưng mà có chị biết cái con đường rì với cái con ngựa nó phi ra. Phụng Dương chốt giùm em 160 ngàn đi Phụng Dương. Phụng Dương 160 ngàn. Dạ Phụng Sọc à, hẹn Huyền trưa. Ờ à, Phụng Sọc chưa có đâu, trưa mai cũng chưa có. Trưa mai lên hàng Quảng Châu là trưa mai lên vùng Quảng Châu với lại áp Phương Thái thôi. Chứ trưa mai là chưa có đâu mấy chị. Trưa mai phải lên hàng Quảng Châu với Phương Thái nha. Bây giờ em sẽ sale cho mấy chị mấy bộ ống rộng nè. Nè mấy chị, sale cho mấy chị mấy bộ ống rộng lên mấy chị trúng cái xâm ánh nè. Em nói thiệt còn bộ số 3 không nè. Số 3 phải 85-100 ký rồi. Còn bộ số 3 không mà mấy chị trúng xâm ánh. Còn là chốt của chị Ngọc Mai Trắng. Bữa nay sale cho mấy chị 160 ngàn. Nè chốt bộ ống rộng, quần này là quần dài ống rộng nè. Chốt bộ này cho Ngọc Mai Trắng 160 ngàn hàng sale. Bộ này ống rộng nha mấy chị nha. Ống rộng bộ này. Bộ này cưng lắm mấy chị ơi. Bộ này bo hơi bị cưng luôn. Bộ này rất là xinh. Bộ này còn size số 3 nè chị nào 83-84 tới 900 ký thì chốt được bộ số 3 thôi. Nó nhìn con cái này nó cười. Biết sao chị nè. Bộ này ở sâu có nhúng nè. Rồi chốt bộ này 160 cho chị Ngọc Mai Trắng đi. Bộ này em còn bộ size số 3 nha. Bộ này em còn mấy bộ số 3 thôi là 800-900 ký đó. Rồi, để em coi thử còn bộ này bộ gì. Bộ này nếu mà tùy mặt thì cũng vừa. À, thấy à, cái quần ngọc trai, cái quần xanh thôi, bữa mà size 42 còn ở đây cái size 42 nè. Để chị đổi cho mày. À, còn cái này size gì? Kiều Dương lấy búp bô ri nhiêu ký, Kiều Dương lấy size XL. Hồi nãy con XL không Thành? Lọc cho Kiều Dương không? Bộ XL. Kiều Dương con nãy giờ có bill chưa? Kiều Dương lên địa chỉ số điện thoại nha. Đây mấy chị em còn một bộ này size L nè. Còn bộ này size dưới 75 ký nè. Chị đang chốt bộ này chốt cho em. Bộ này em cũng có một bộ nè mấy chị. Bộ này em cũng có một bộ. Em còn một bộ này dưới 75 ký thôi nha. Chị nào chốt bộ này dưới 75 ký chốt lên cho em. Bộ này thì áo rất là dễ thương. Ở sau lưng có bo mấy chị đừng sợ chọc nha. Bộ này còn một bộ dưới 75 ký sale 160. Chị nào chốt bộ này sale 160 chốt lên giùm em nha. Không thấy rõ hả? Em đang like bằng